Dinh hài Văn Sơn kỷ niệm 33 năm ngày cưới, danh tính bà xã vẫn khiến khán giả tò mò. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng Văn Sơn vẫn biết cách giữ kín cuộc sống đời tư trong thời gian dài. Dinh hài Văn Sơn mới đây đã chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm 33 năm ngày cưới cùng với vợ. Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi nam danh hài chia sẻ hình ảnh của bà xã. Vợ chồng nam nghệ sĩ có loạt khoảnh khắc tình tứ, cả hai vẫn giữ được sự năng động, trẻ trung dù bước qua tuổi trung niên. Văn Sơn cũng gửi những lời chúc tình cảm đến vợ nhân ngày đặc biệt, đồng thời gọi cô với một biệt danh thú vị là nữ hoàng cai tù. Ngày hôm nay là dịp kỷ niệm 33 năm từ ngày tôi lên xe bông, nên cho tôi nói mấy lời cùng người yêu bé bỏng của tôi nhé bà con. Em yêu, anh cảm thấy thật may mắn khi được trở thành vật sở hữu của em. Em là nữ hoàng cai tù xinh đẹp, hiền diệu và ngọt ngào của trái tim anh. Và em sẽ cứ như vậy trong 100 năm nữa em nhé. Bờ vai này mãi chỉ có mình em. Chúc mừng kỷ niệm 33 năm ngày cưới của chúng ta. Văn Sơn là một trong những danh hài hải ngoại đình đám nhất thập niên 90. Ông không chỉ có sự nghiệp rực rỡ mà còn có mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc. Kết hôn từ năm 1990, tính đến nay đã 31 năm, vợ chồng nghệ sĩ Văn Sơn vẫn giữ lửa tình yêu như ngày đầu. Cặp đôi có hai con trai ở tuổi trưởng thành, nhưng để bảo vệ sự riêng tư cho vợ con, danh hài Văn Sơn ít khi chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội. Đến nay, nhiều khán giả vẫn chưa biết được danh tính bà xã Văn Sơn. Tuy nhiên, nếu thường theo dõi hài kịch của Văn Sơn, sẽ không xa lạ với cái tên Thụy, được nam nghệ sĩ nhắc nhiều trong các vở diễn. Thụy chính là tên thật của bà xã Văn Sơn. Vợ nam danh hài không hoạt động trong làng nghệ thuật. Công việc của chị là đứng phía sau chồng mình, quán xuyến việc gia đình, chăm sóc các con và hỗ trợ chồng điều hành trung tâm Văn Sơn.